đóng có tay cho chú quẩy của chúng ta nào. Các em ơi, các em thấy tiết mục vừa rồi có hay không nào? Nếu mà hay ấy, thì sau này trong tiếp tục chương trình chúng ta sẽ có những kiểu tiết mục hay hơn thế. Các bé hãy nắn lại chương trình để đón xem các tiết mục đấy nhá. Và bây giờ chị Hằng xin xin dành tặng cho các bé một bài thơ về Trung Thu. Và bài thơ đấy sẽ do chú Quẩy thể hiện nhé. Chú Quẩy chào các em. Chào cô Nhi nhé. Trung Thu là Tết của thiếu nhi, mong cho các em BB của chúng ta vui chơi cùng Tết linh đình, thân nhau thắm thiết như mình với ta. Chúc cho các bé nhà ta hay ăn chầm lớn mãi là bé ngoan. Một tràng vỗ tay nào. Các bé thấy chú Quẩy của mình đọc thơ có hay không? Nếu mà hay ấy, thì cho chú Quẩy một tràng vỗ tay lớn hơn nữa xem nào. Đúng rồi, chị cảm ơn. Vào đêm Trung Thu sáng tỏ khắp nhân gian, trẻ em lại náo nước rực đèn. Vậy bây giờ chúng ta hãy khuấy động chương trình với một tiết mục múa Em Ly Xe Bộ Trăng Rằm do các bạn thử lúc múa thể hiện nhé.